Sao con? Nói cho mẹ nghe. À, con cột tóc của Rapunzel á hả con? Dạ, cột tóc đẹp ok rồi. Ừ, con cột tóc like that ok đi con. Cột tóc beautiful, mẹ ơi, cột tóc beautiful. Mẹ lấy cột tóc mẹ ơi. Lấy đồ để cột tóc hả? Con dạ. Con cột hay là mẹ cột? Mẹ cột. Thôi con tập, con tập con cột tóc cho em đi. Con muốn cột tóc cho em hả? Dạ. Nhưng mà con nghe mẹ nói nè, bây giờ là tối rồi, mình không có chơi cột tóc nha con nha. Không chơi cột tóc. Ngày mai đi, sáng mai đi, con ngủ dậy cái mình chơi cột tóc cho em. Thì bây giờ này, bây giờ mẹ hỏi con nè, tóc con mẹ có đang cột tóc cho con không? Không. Đó, thì bởi vậy tối rồi mẹ đâu có cột tóc cho con đâu, con thấy không? Nên buổi sáng mẹ mới cột tóc cho chay, chứ buổi tối là mẹ xả tóc ra cho chay đi ngủ. Đúng không? Không, mẹ ơi, mẹ em ở đây xa. Lấy bong bóng ra, lấy bong bóng ra. Cô chú mới thấy mặt con chứ còn để bong bóng vậy cô chú đâu thấy mặt con đâu. Thấy bong bóng không à? Không có thấy gì trời. Em ở đây xa. Lấy bong bóng ra cô chú mới thấy mặt vậy. You can't keep me quiet. Đây nè, bây giờ hát cho cô chú nghe cái câu này nè. Cái câu này nó mới đặc biệt nè. Nàng như một đoá I hold new world. Đó gì? A new fantastic world. Tự nhiên hồi nãy mẹ hát con hát theo đó. Mẹ hát nè. Tell us new a way to go. A safe on the team. Thầy bỏ đi. Hát với bài hát dở. A hold new world. Đây nè. Nàng như một đoá. Đó gì? Mẹ hát lại câu mẹ ơi. Không không, con hát xong câu đó đi rồi mẹ hát lại câu với con. Nè, bây giờ con hát theo mẹ câu đó xong nha. Nàng như một đoá. Mẹ hát lại câu mẹ ơi. Không, con hát lớn lên hát hai chữ đó thì xong rồi cái mẹ hát lại con. Không. Thôi vậy thôi mẹ không hát lại con. Ủa con không hát nhạc của mẹ hay sao? Mẹ hát nhạc của con được, mình phải be fair. Con phải hát của mẹ rồi mẹ mới hát của con. Bây giờ mẹ hát xong câu này là con hát theo rồi bắt đầu mẹ hát lại được vô với con nha. Ok. Nàng như một đoá. Mẹ không hát này nữa. Đó gì? Không phải nữa. Không mẹ... phải. Mẹ không mà. Hồi nãy con hát mà sao giờ con không chịu hát? Không thích bài này. Không thích bài này hả? Dạ. Hát hai chữ thôi. Không mẹ. Rồi hát rồi. Chị là không. Ủa hát bài gì? Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on.
sick. Can we die? Làm như một đoá. Like I'm fine, like a boy. Nàng như một đoá. Forever, don't be mistake. Till we die, like a fresh time. Forever. Nàng như một đoá. And that's the fresh time. Forever. Chưa thấy ai lì gì đâu. Nó không có làm cho mẹ nó vui gì hết. Nó chỉ làm chuyện cho nó vui thôi. Nó không hề quan tâm tới mẹ của nó. Chay nó không có biết là hả? Nó nói tiếng Việt cho mẹ nó cho vui. Rồi tụi nói chuyện mà nó bắt lỗ tai lại để nó hát thôi được không? Được lắm, được lắm. Nàng như một đóa. Không phải. Trời tôi hết hồn luôn á. Tôi kêu giờ tôi kêu nó hát lại cho cô chú nghe. Nó không chịu hát. Có được không? Chỉ có hai chữ là mình khó khăn vậy. You can make me crazy. Chế luôn ha. Chế tầm bậy ha. I want to Chay, sáng giờ chay đi đâu với mẹ nè? Sáng giờ là chay đi ship hàng nhị hoa nghệ tây với mẹ nè. Xong rồi hai mẹ con mình đi Costco nè. Xong rồi hai mẹ con mình đi TJ Maxx nè. Xong rồi hai mẹ con mình mới vừa ghé chợ, chạy xuống chợ xong nè. Bây quá giờ mình... trời chơi luôn rất nhiều. Đúng rồi, mẹ mua cho chay quá trời đồ chơi luôn. Rồi mẹ, bây giờ mình đi ghé một cái chợ Hàn Quốc nữa nè. Rồi xong rồi cái mình đi đi ăn ha. Đói bụng quá. Go chocolate. 4 giờ chiều rồi. Mẹ 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 thấy sô cô la cho chú ơi, con thấy sô cô la. À con muốn cho cô chú coi sô cô la hả? Mà nãy mẹ mua con đâu có ăn nữa đâu. Mẹ mua cho con nguyên cái thay sô cô la bự luôn, con ăn có chút xíu à, con ngán hả? Nhiều sô cô la quá con ngán hàng sao, nhưng mà từ giờ về sau á mẹ sẽ mua cho chay sô cô la màu đen. Dark chocolate. Con biết thì sao mẹ nên mua cho chay sô cô la màu đen không? Tại vì sô cô la màu đen nó sẽ tốt cho tim mạch hơn là sô cô la sữa. Sô cô la màu đen nó có nhiều dưỡng chất hơn, tốt hơn, hiểu không? Nên là nếu mà con tập con ăn được sô cô la màu đen thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của con đó. Con thấy mẹ mẹ lo cho con chưa? Con thấy mẹ thương con chưa? Sao mà, mẹ ơi. Sao này á? Mẹ ơi. Chay chay mẹ nói nè, sau này mà mẹ có già mà tóc mẹ bạc, tóc mẹ màu quay. Mẹ già thiệt già, chay phải lo lại cho mẹ nghe chưa? Mẹ đi đâu mẹ ơi? Mẹ đi chợ, chay phải thương mẹ nghe chưa? Dạ. Ừ. Sau này mà mẹ có lỡ mà mẹ hỏi chay một chuyện nhiều lần mà tại vì lý do mẹ bị già, mẹ bị lãng trí, mẹ không nhớ là chay phải ân cần với mẹ nghe chưa? Dạ. Tại vì lúc mà chay còn nhỏ đó, chay hỏi tới hỏi luôn cả ngàn lần mẹ vẫn trả lời chay mà. Đúng không? Thì sau này khi mà chay lớn lên á, chay biết hết tất cả mọi thứ thì mẹ sẽ già đi rồi, thì chay phải ân cần với mẹ, phải lo lắng cho mẹ, chăm sóc cho mẹ với ba nghe chưa? Dạ đi con thương mẹ bao nhiêu? Nói cho cô chú nghe, con thương mẹ nhiều bao nhiêu hả? Sau này á chay nha, sau này mẹ già giống như bà già vậy nè, mẹ đi nè, mẹ đi lợm khợm vậy nè, tóc mẹ bạc hết luôn rồi, mẹ không có nhớ gì nữa hết, mẹ không có biết xài điện thoại, mẹ không có biết lái xe đi chợ, là sau này chay phải chỉ mẹ xài điện thoại nè, chay phải mua iPad tiền cho mẹ nè, rồi chay phải chở mẹ đi chợ nè. Bây giờ mẹ chở chay đi chợ nhưng mà sau này chay sẽ chở mẹ đi chợ ha. Rồi chay phải hiếu thảo với mẹ ha. Dạ đi con. Bây giờ chắc con chưa hiểu đâu, nhưng mẹ nói hoài sẽ từ từ thấm vô, mưa dầm thấm râu mà, đúng không? Đúng không con? Dạy con, dạy thở con thơ mà, đúng không? Con ngủ quá phải không?
bây giờ này hát thêm câu nữa nè, bây giờ mẹ hát thêm câu nữa, mẹ cho food roll up. You want food? Con có muốn food roll up không? Không muốn thôi. Mẹ ăn mình mẹ. Muốn food roll up không? Con ăn rồi. Con ăn rồi hả? Dạ. À ăn rồi vậy thôi, không ăn nữa thôi. Cơm chỉ kinh nữa, không ăn nữa thôi. Con ăn rồi, ready meal ơi. À con ăn rồi, ok. Nhưng mà hồi nãy con rủ bà Nhung đi đâu? Hồi nãy con hỏi bà Nhung đi Halloween store không hả? Trời ơi, nói nguyên câu luôn đã ta. Trời ơi, nãy con nói nguyên câu tiếng Việt luôn, bà Nhung đi Halloween store không? Trời ơi, nói nguyên câu tiếng Việt luôn. Bây giờ con hát thêm một cho cô chú nghe đi. Nàng như một đóa lớn lên. Đó gì? Nàng như một đó gì? Hồng phai. Hương sắc heo hon theo những ngày dài. Thương quá đi, cứ ca hát y như mẹ ngồi nhỏ. Ca hát miết. Đó cô chú nè, cô chú coi chay đeo đeo khẩu trang hình con elephant nè. Nó nói ngọc đeo vô cho nó nói mẹ mở lên điện thoại lên cho cô chú coi được không? Giờ nó giờ nó dựng vô dung.